quý và nhóm thực hiện giờ thánh ca dân Chúa đời con. Xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, giờ thánh ca dân Chúa đời con ngày hôm nay được tiếp đón ca sĩ Trần Đình đến từ Oregon. Xin gửi lời chào đến ca sĩ Trần Đình và xin mời anh có lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mời anh. Trần Đình xin trân trọng kính chào các quý vị khán thính giả xa gần của chương trình Dân Chúa Đời Con. Cảm ơn anh Trần Đình. Thì hôm nay giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con rất là hân hạnh được tiếp đón anh. Và mình biết anh là qua ca sĩ Tấn Đạt. Thì trước khi anh em mình nói chuyện một chút xíu trong lĩnh vực âm nhạc cũng như là lĩnh vực thánh nhạc, thì bây giờ Trần Đình có thể, đây là cũng là lần đầu tiên mà mình được nói chuyện với lại Trần Đình. Thì ra mình cũng biết về, mình cũng muốn tìm hiểu về anh một chút xíu. Bây giờ anh có thể anh cho khán thính giả một chút xíu về cái tiểu sử của anh như thế nào? Anh bắt đầu anh đi hát từ đâu? Anh học nhạc từ nơi nào? Những cái sinh hoạt của anh ở bên Việt Nam cũng như là ở bên hải ngoại. Mời anh. Kính thưa các quý vị khán thính giả, thì Trần Đình rất là may mắn thì được học thanh nhạc ở Việt Nam và đồng thời cũng được học thanh nhạc ở Mỹ đây. Do đó thì là mình có được kiến thức cũng như là những cái kỹ năng nó hơi khác với mọi người một tí xíu. Thì là Đình vô được trường nhạc năm 1988 thì vô hệ trung cấp, xong sau đó học thêm 4 năm hệ đại học nữa thì ra trường năm 1995. Nhưng mà trước khi mà vào trường quốc gia âm nhạc thì Trần Đình cũng đã có sinh hoạt trong lĩnh vực thánh nhạc rồi, đúng không? Đúng rồi anh. Dạ, như và lúc đó là ca trưởng. Dạ, lúc ca trưởng ở giáo xứ nào? Thì Đình tham gia ca đoàn, rồi từ từ là lên làm ca trưởng thì là ở giáo xứ Du Xe Phú Nhuận. Đồng thời là thêm một cái giáo xứ nữa, giáo xứ Hòa Bình Gò Vấp. Như lúc mà làm ca trưởng lúc đó thì Đình cũng rất là trẻ phải không? Dạ, lúc đó thì mới 19 tuổi thôi. 19 tuổi là phải làm ca trưởng rồi hả? Dạ. Nhưng mà lúc đó thì làm sao biết, trước khi mà vào cái trường quốc gia âm nhạc như vậy thì những cái kiến thức về âm nhạc ở đâu có, Đình ở đâu có? Chắc Đình cũng phải đã học trước đó rồi hay sao, hay là tự học hay như thế nào? Thì kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả, thì lúc đầu thì Đình tham gia vào ca đoàn, lúc đó có mới 13 tuổi thôi. Thì vô ca đoàn thì lúc đó là trong ca đoàn đó là anh Nguyễn Bách làm ca trưởng thì thì anh chỉ cho nhạc lý, rồi cũng đi theo học về chỉ huy tại những nơi mà anh dạy đó. Rồi sau đó thì khi mà đã được tương đối là trưởng thành rồi thì là coi ca đoàn. Lúc đó là đã có một số cái khả năng căn bản để điều khiển ca đoàn. Thì rồi, từ đầu là mình học ở trong ca đoàn. Cho mình hỏi thế này, là khi mà vào trường quốc gia âm nhạc như vậy thì Đình đã có hát trước khi vào trường không? Trường hay là cái kỹ thuật hát là có sau khi mình được đào tạo từ trường quốc gia âm nhạc? Trước khi mình vào trường thì là mình phải có cái giọng trước. Có ra những cái điều kiện để được nhận vào trường quốc gia âm nhạc. Dạ. Bởi khi vì nhận vào như vậy có khó không? Khó anh à. Bởi vì lúc cái năm mình thi là nhớ là 1.000 người thi thì chỉ có lấy 7 người thôi. Do đó là như vậy cũng gay go ha. Cái giọng phải là chính nhân hệ số 2. Như vậy thì mình thấy là không biết là có đúng hay sai, một số người mình biết, một số bạn bè mình biết là khi mà tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc á thì hình như là cái lĩnh vực chuyên môn của họ là về vocal. Có phải như vậy không, hay là khi mà mình tốt nghiệp thì mình đi theo những cái chuyên ngành riêng? Dạ thưa không anh, khi mình vô trường thì tùy cái chuyên môn mà mình chọn. Ví dụ mình chọn thanh nhạc thì là mình ra tốt nghiệp ra là thanh nhạc. Ví dụ mình chọn sáng tác hoặc là chỉ huy thì là mình ra là ngành sáng tác và chỉ huy. Khi nói chỉ huy có nghĩa là gì? Là chỉ huy là mình sẽ chỉ huy hợp xướng. Hợp xướng rồi coi như là mình điều khiển đó, là trong lĩnh vực điều khiển, là một người ca trưởng điều khiển những cái dàn nhạc đó phải không? Hợp xướng hoặc là dàn nhạc. How about về nhạc khí? Về nhạc khí thì nếu mà chúng ta thi vô
đàn dương cầm thì chúng ta sẽ tốt nghiệp ra đàn dương cầm, hoặc là thi vô cái ngành âm nhạc dân tộc thì chúng ta sẽ đi ra tốt nghiệp ra là đàn tranh, đàn bầu hoặc sáo hoặc những cái nhạc cụ dân tộc. Rồi Đình tốt nghiệp năm nào? Theo Trần Đình nói thì cái chương trình mà để tốt nghiệp, cái chương trình mà của Trường Quốc gia Âm nhạc á, thì nó mất đi 8 năm. Dạ. Thì Đình Đình bắt đầu học vào năm 1988. Như vậy thì Đình phải tốt nghiệp là năm 1995. Rồi sau đó thì Trần Đình định cư ở Hoa Kỳ năm nào? Định cư năm 2000. 2000. 2000 là hiện tại bây giờ là đang định cư ở tiểu bang Oregon. Dạ. Tại sao lại chọn tiểu bang Oregon mà không chọn California? Bởi vì ba mẹ Đình bảo lãnh qua Oregon thì bước đầu thì mình cũng phải tới Oregon rồi mình lập nghiệp. Nhưng mà dần dần thì cũng lại thấy thôi chắc phải ở Oregon, bởi vì thấy Oregon là cũng là cái rất là tốt để mình có cơ hội phục vụ cho ca đoàn hơn. Bởi vì trên Oregon thì ít người Việt hơn, thì là mình sẽ có cơ hội phục vụ cho ca đoàn nhiều hơn. Như vậy là khi mà sang tới Oregon thì Trường Đình vẫn tiếp tục phục vụ trong các ca đoàn. Vâng. Và rồi sang đây rồi Đình có đi học lại trong lĩnh vực âm nhạc hay không? Thưa có anh. Hôm qua thì là em lại học lại cái ngành âm nhạc thì cho giảng dạy, mà cái chính là về lĩnh vực sư phạm đó phải không? Dạ. Khó không? Khó không? Học lại khó không? Nó khác với Việt Nam một tí xíu. Khác là bởi vì mình phải có cái sự mà cách biệt về ngôn ngữ thôi, chứ còn chính ra về những cái gì mà cơ bản về âm nhạc thì nó cũng dễ, nó cũng giống nhau, cũng sẽ dùng được cả hai đất nước thì dùng giống nhau thôi. Nhưng mà chỉ khó là những về ngôn ngữ, có nhiều khi thầy cô nói bằng ngôn ngữ tiếng Mỹ thì đôi lúc mình cũng phải khả năng về ngôn ngữ. Yeah. Nhưng mà Đình thì Đình được hấp thụ những cái khả năng, những cái huấn luyện về âm nhạc trong hai cái môi trường, một cái môi trường bên Việt Nam, ở một cái môi trường rất là tốt, đó là Trường Quốc gia Âm nhạc, và được hấp thụ một cái chương trình về âm nhạc ở bên đây, thì hai cái chương trình đó thì Đình thấy có một cái sự so sánh như thế nào? Nó giống nhau, nó khác nhau hay như thế nào? Hay là cái việc đào tạo nó có khó cái hơn? Cái việc đào tạo của hai đất nước thì mình thấy là khác nhau đó, bởi vì là theo như bên Việt Nam thì chúng ta thực sự đất nước nghèo, do đó không có đủ những cái dữ liệu, những cái CD hoặc là những cái thông tin âm nhạc để cho chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm. Rồi ngoài ra thì là theo Đình nghĩ thì chắc có lẽ là cái bên trường âm nhạc ở Việt Nam thì chúng ta thì hơi gò bó hơn một tí xíu. Ở Mỹ này thì thông thoáng hơn. Gò bó như thế nào? Gò bó là thầy cô truyền đạt sao là mình phải làm như thế. Bởi vì chúng ta không có được cái nguồn dữ liệu về âm nhạc rộng mở như ở bên đây. Bên đây thì chúng ta có thể vô thư viện để chúng ta có thể search được cái vấn đề đó ra, rồi chúng ta học hỏi thêm từ những người khác. Do đó thì em thấy là bên đây thì thông thoáng. Cảm ơn gia đình. Kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con với ca sĩ Trần Đình. Và bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức bản thánh ca Người Hãy Nhớ, một sáng tác của Ân Duy do ca sĩ Trần Đình trình bày sau đây. Tình cờ thoáng như cơn mơ, người đến bất ngờ. Này người còn đang chơi vơi giữa cơn sầu mơ, còn gì một thân bơ vơ, tình thân xóa mờ. Nào là lời xanh vinh quang cùng tan xác xơ, nào là tình yêu đam mê cũng sẽ thờ ơ. Còn lại trần gian xanh mơ, vết tích hững hờ. Người ơi, đời người là
là như bông hoa nở tươi sớm mai, ngập ngà tỏa hương kiêu sa ngỡ không tàn phai. Nào ngờ một cơn phong ba làm tan xác dài. Một ngày người đi không xa, chợt cơn gió qua, tiền tài giàu sang vinh quang cũng ra phù hoa. Trả lại trần gian xanh mơ vết tích hững hờ. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng mình là cát bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng mình là bụi cho. Mọi thứ trên đời có người có quyền năng, chức trọng, danh vọng khôn lường, của cải đầy ắp. Dù giàu sang đến đâu chăng nữa, khi ra đi với tay trắng chẳng mang theo được gì. Thế mới biết trần gian chỉ là tạm bợ, chỉ mình Thiên Chúa là trường tồn, là vĩnh cửu. Cuộc đời thoáng như mây bay, người ơi có hay, và người chìm trong cơn say với bao sầu cay. Miệt mài trần gian quên đi đời sống bất diệt, tìm về tình cha đi thôi, ngày đêm ngóng chờ. Vì Ngài là cha bao dung trái tim biển trời, và người còn đang lang thang vươn vấn bụi đời. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng mình là cát bụi. Quý và nhóm thực hiện giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con xin được trở lại với buổi nói chuyện với ca sĩ Trần Đình ngày hôm nay. Phải nói là rất là may mắn được được nói chuyện với anh Trần Đình ngày hôm nay, là bởi vì anh là cái người mà được đào tạo những cái kỹ năng về âm nhạc, và anh là cái người mà cũng đã từng sinh hoạt trong lĩnh vực thánh ca rất là lâu. Ngay lúc còn trẻ, lúc đó chưa tới 20 đã điều khiển. Thì anh so sánh một chút xíu về những cái lĩnh vực mà ca hát, những lĩnh vực về ca đoàn của bên Việt Nam với bên đây thì sao? Anh đã từng điều khiển bên Việt Nam và hiện tại bây giờ anh đang điều khiển của giáo xứ ở bên Oregon đúng không? Vâng. Thì anh thấy nó ở bên Việt Nam thì nó có khác gì bên đây không? Hay là bên đây nó có những cái khó khăn như thế nào? Hiện thời bây giờ thì Đình đang làm ca trưởng cho ca đoàn là Cecilia thuộc cộng đoàn Andre Dũng Lạc tại thành phố Beaverton. Thì là khi mà qua bên đây thì Đình thấy là không có khó khăn gì cả. Bởi vì là các anh chị em thì rất là nhiệt tình. Nhiệt tình là bởi vì sao? Bởi vì sau khi mà trong một tuần lễ làm việc mệt nhọc thì đến với nhau để được dâng lời ca tiếng hát, chúc tụng đó Chúa. Đó cũng là một niềm vui. Đó là một niềm vừa vui. Vừa phục vụ mà là vừa niềm vui, đúng không? Đúng vậy anh. Rồi Chủ nhật thì chúng ta gặp được nhau, để sau cái buổi hát lễ thì chúng ta có những giây phút mà cùng ngồi với nhau
uống ly cà phê rồi hoặc là tập hát tiếp đó, là một cái hồng ân phải không? Đó là một cái hồng ân. Nhưng mà cái giờ tập hát ở bên đây hình như có vẻ hơi gò bó hơn, vì nói là nó hạn chế hơn so với bên Việt Nam đúng không? Vâng anh, hồi xưa trung bình thường thường bên Việt Nam một cái ca đoàn mà Đình lo trước đây đó thì cái giờ tập hát là một tuần như vậy phải bỏ bao nhiêu tiếng để tập hát? Khoảng 3 tiếng. 3 tiếng. 3 tiếng trong một buổi tối thì một tuần là phải 3 tiếng. Một tuần 3 tiếng anh. Thì trung bình ở đây mình thấy trung bình ở đây một cái chương trình, một cái ca đoàn như vậy thì thường một khoảng từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đúng phải không? Đúng anh. Có khó khăn gì không? Cái ca đoàn của ở bên đây Đình thấy có thấy một cái khó khăn nào không? Khó khăn là mình thấy như thế này nè, thì mình cũng đã có sinh hoạt ở trong lĩnh vực về thính nhạc ca đoàn á, thì mình thấy là thứ nhất là nó cái khó khăn ở đây là cái giờ giấc cũng không có nhiều. Những người mà đã có thời giờ bỏ thời giờ đi, thực sự ra người ta cũng ngay cả trong cái thành viên của ca đoàn đi, cái lứa tuổi nó cũng khác biệt lắm. Đúng vậy. Mình cũng có những cái anh, những chị rất là trẻ, tuổi từ 20, 20 mấy, mà cũng có những anh chị tuổi 50 mấy, 60 mấy. Đúng vậy. Ở đây nó khác biệt lắm. Nó khác biệt về tuổi tác là một, nó khác biệt về cái trình độ. Đúng không? Cái trình độ. Thì bây giờ sẵn dịp mà Đình đang nói chuyện bây giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con, Đình có thể khán thính giả của Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con cũng có rất là nhiều anh chị em đang sinh hoạt trong lĩnh vực ca đoàn, thì có những cái kỹ năng nào mình người ca viên họ có thể họ tự tập được không? Bởi vì cái thời giờ mà đến để mà tập hát rất là hạn hẹp, chỉ có một hoặc hai tiếng thôi. Thì đối với người ca viên nó có những cái phần nào mình có thể mình tự tập được trong lĩnh vực thanh nhạc? Theo như ca đoàn của Đình đã từng làm ở trên Oregon đó, thì là khi mà mỗi buổi tập hát như vậy đó thì là có em Trung là em sẽ thâu lại tất cả những cái bài hát mà vừa tập hát xong. Rồi xong em về edit lại rồi em sẽ giữ lại làm một cái kho dữ liệu âm nhạc để mà nếu có trường hợp, trong cái trường hợp nào đó mà ca đoàn hôm đó trời tuyết chẳng hạn vậy, không có đủ thời gian để đến tập hát được, không có thời gian để tập hát thì em post cái dữ liệu âm nhạc đó lên để cho mọi người cùng nghe và cùng tập hát ở nhà. Rồi đến ngày Chủ nhật thì trước cái lễ 1 tiếng đồng hồ chúng ta chỉ có ôn lại rồi chúng ta bắt đầu hát lễ thôi. Và trong cái lĩnh vực mà hát đó thì chỉ riêng mình không phải có những cái kỹ năng căn bản phải không? Vâng. Như những kỹ thuật về lấy hơi, những kỹ thuật làm sao hát cho nó tròn tiếng, thì là một cái người đã được đào tạo trong trường quốc gia âm nhạc và là một người đã sinh hoạt trong lĩnh vực thánh ca rất là lâu, thì Đình có một cái cách nào không để chỉ cho các bạn trẻ đang theo dõi cái chương trình ngày hôm nay làm sao họ tập được hát cho khá hơn, hát cho hay hơn? Thì đối với Đình thì theo kinh nghiệm thì Đình thấy là chúng ta nên tập thở ở nhà. Nếu mà có thời gian thì chúng ta tập thở mỗi ngày. Thở làm sao? Ví dụ bây giờ Đình tập thở làm sao? Cho vô chi tiết là tập thở làm sao? Là tập làm sao đã lấy hơi hay sao? Hay là tập cho nó hơi dài như thế nào? Chứ nhất là chúng ta tập làm sao mà cho cái hơi dài. Thì chúng ta cứ hít vào thật là sâu. Rồi chúng ta giữ hơi ở cái phần bụng dưới chúng ta là cái đằng dưới dưới cái xương hoành cách mô đó, nó gọi đan điền. Rồi xong rồi chúng ta giữ hơi như thế, rồi chúng ta tập thở ra bằng tiếng xì. Thì xì làm sao mà cho nhẹ nhàng thôi, mà tiếng xì chúng ta ráng thật là đều nhẹ thôi và kéo dài ra được bao nhiêu giây thì là tốt. Bây giờ Trần Đình có thể làm mẫu. Ví dụ bây giờ lấy hơi vô. Lấy hơi thì chúng ta có cảm giác là chúng ta lấy bằng mũi và miệng luôn hay sao? Cả mũi và miệng. Và giống như là ngạc nhiên khi chúng ta thấy một cái gì đó, thấy một bông hoa đẹp chúng ta ngạc nhiên, hay là một cái gì đó. Coi như là người nó thẳng lên ha. Người thẳng lên. Đó là chúng ta đã lấy hơi vô rồi. Xong sau đó ta giữ hơi ở dưới phần đan điền. Xong sau đó là chúng ta bắt đầu thở ra một tiếng xì. À,
càng kéo dài càng tốt thì là coi như là ra tiếng xì, nhưng mà càng lâu càng tốt, có nghĩa là mình đang control, mình đang điều khiển được cái hơi của mình, đúng không? Đừng có để tiếng xì nó bị đừng có bị giật giật như vậy thì là mình thấy có một cái có vấn đề như thế này nè, mình cũng chia sẻ chút xíu là đa số các ca viên đó thì cũng thích mặc áo dài để hát trong những cái dịp lễ. Đúng vậy. Cái mặc áo dài nó có gây cái khó khăn trong hát không? Hay là tại khi mình hát, khi mình lấy hơi như vậy thì cái bụng mình nó phải phình hơi xấu vào, đúng không? Kính thưa quý vị, thì Trần Đình không có mặc áo dài nên là cũng không có kinh nghiệm gì về cái đó, nhưng mà Đình nghĩ là cái vấn đề đó nó không có liên quan gì vấn đề về hát cả, bởi vì chúng ta hát là chúng ta lấy hơi thì nó cũng nó hơi phình bụng ra tí xíu, nhưng mà chúng ta là hát là nó lại xẹt rồi, do đó thì không có đến nỗi mà khó khăn quá đối với những chị mặc áo dài đâu, Đình nghĩ như vậy. Rồi ngoài cái vấn đề kỹ thuật lấy hơi thì giờ mình nói một chút xíu về trong cái kỹ thuật mà hát làm sao cho nó tròn tiếng. Thì Trường Đình có thể chia sẻ một chút xíu những cái kỹ năng mình đã học được ở trong trường quốc gia âm nhạc, cũng như mình đã học được khi mà Đình sang bên Mỹ này, làm sao hát được cho nó tròn tiếng. Bởi vì mình biết rằng đâu phải là ai cũng được Chúa ban cho một cái giọng ca hay, phải không? Thì nó để được một cái giọng ca hay, nó cũng phải là thứ nhất là Chúa ban cho mình được cái giọng trước, rồi sau đó mà chính mình tập luyện. Tuy nhiên nếu như mà mình không được cái giọng ca đó mà mình tập luyện thì hát có khá hơn không? Đừng nghĩ là nếu mà chúng ta không có giọng thì chúng ta tập luyện vẫn hát khá hơn. Vẫn hát khá hơn. Thì cái kỹ năng, cái kỹ thuật căn bản để hát cho nó khá hơn ở nằm ở điểm nào? Ở điểm là chúng ta luyện thanh, thì theo Đình nghĩ là ngay từ đầu thì chúng ta nên luyện thanh những cái mẫu âm mở, chẳng hạn như là mẫu âm O, hoặc là âm A, để cho ngay từ đầu chúng ta có cái thói quen là cái miệng chúng ta O nó tròn, hoặc là A chúng ta phải mở A, nó rộng ra A. Như là cảm tưởng là những cái hàm chúng ta có cái khớp xương như thế này, chúng ta cảm tưởng như là hai cái tay ta chúng ta có thể là ấn vô được và cái khớp hàm nó mở thì là cái cách. Nhưng mà cái đó thật sự là rất là khó đối với các anh chị nào mà chúng ta tập riêng ở nhà, thì là nếu mà có cơ hội thì các anh chị nên tham khảo hoặc là học ở những lớp thanh nhạc sẽ có điều kiện để thầy dạy ha, có thầy dạy để mình học thêm. Vâng. Nó có những cái phương pháp dạy bằng video không? Đình có thấy có phương pháp là dạy bằng video mà có thể match cho các bạn trẻ để họ tự học được không? Đình thấy trên YouTube có một số video cũng dạy bằng thanh nhạc bằng YouTube đó anh, trên video đó. Kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con với ca sĩ Trần Đình. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức bản thánh ca mang tựa đề Sự Sống Thay Đổi, sáng tác của nhạc sĩ Francisco, do ca sĩ Trần Đình trình bày sau đây. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên rồi thì đêm tắt thở,
mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi. Thay mặt cho quý vị khán thính giả cũng như các anh chị em trong nhóm thực hiện giờ thánh ca dân Chúa đời con, rất cảm ơn ca sĩ Trần Đình đã bỏ thời giờ đến đây. Mặc dù đường xa xa xôi anh đến từ Oregon và công việc của anh ở bên đây rất là bận rộn, mà cũng đã cho anh chị em một cái thời giờ để tâm sự cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc và thánh nhạc. Thay mặt cho tất cả, cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời anh gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì Trần Đình xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các anh chị em mang biên tập của đài Dân Chúa Đời Con đã cho Đình có cơ hội được xuống đây và nói chuyện cùng với toàn thể các quý vị khán thính giả xa gần. Thì qua buổi nói chuyện này thì rất là mong là chúng ta sẽ có những cái dịp nói chuyện thêm về những cái chương trình khác. Thì là xin gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả xa gần lời chào tạm biệt. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình sau. Cảm ơn anh Đình Quý. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.